Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại tiếp tục với cuộc phiêu lưu của Lara Croft. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu cùng Lara nhé. Ui, lạnh này phải bơi xuống dòng sông này anh em này. Phải đấy không? Lạnh này phải bơi xuống dòng sông băng. Ủa, trên này có người rồi. Trên này có người rồi anh em ơi. Xuống đây. Giết. Bố mày có máy thở nhá. Chim. Say hello. Hello each other. Mày chết đi cụ. Ok. Were you with Constantine down in Syria? Yeah. Ui, một team luôn anh em ạ. Constantine didn't expect to find her in there. She managed to bring the whole tomb down. Ok á, bắn trượt ạ, vãi đái ạ. Mất mẹ mũi tên độc. Ôi con mẹ, bọn này có giáp rồi anh em ơi. Bọn này có giáp này. Đúng rồi đấy. Mày đang bị attack đấy. Under attack. Mà thiệt sự nó. Tự nhiên là mình bắn trượt cái quả ấy chứ, chết rồi, hết nấm rồi. Hết nấm thì sao chế tạo được ấy, bỏ mẹ hết nấm. Hết nấm thì làm sao mà chế tạo được ấy đây. Đánh cướp rồi. Mấy đấy ạ, hết nấm, hết thảo dược anh em ạ. Hết thảo dược chế tạo rồi. Mà lên kiểu đéo gì. Ở chỗ kia có đường lên mà mò vào đây làm gì vậy bà nội. Ê, chỗ này có đường lên này, bà mò vào đây làm gì vậy. Mò đi lên chơi kia thôi. Mong chơi kia có tí nấm. Vào trạm thời tiết. Ok. Đi vào trạm thời tiết nào. Lên lên làm cái mẹ gì vậy? Ừ, tí thôi. Cụ thể chạy vòng quanh một vòng đéo có cái gì thì bố mày đánh nhá. Ô mẹ ơi đéo có gì thật. Tại sao thế, tại sao mình phải lên đây ta? Không kia mình có thể lên đây mà. Đó. Rồi. Mò lên đây. Chỗ này có cái vali này. Không có nấm ấy anh em ạ. Không có nấm thì khó giết chúng nó lắm. Bởi vì là chúng nó trang bị giáp hết rồi. Tìm kiếm trong trạm thời tiết. Có cái đó mà tìm kiếm. Lại khá quá đọc hỏi. Con này khá mà hỏi thế. Kiểu vậy, trong lúc ấy thì phải vẫn phải dịch các những cái đồ vật ấy để có thể tìm ra manh mối mà mình cần đến. Cái cứt thật. Bây giờ cái mạnh nhất của trong người mình, nếu mà không có nấm độc, mũi tên độc thì là khẩu súng shotgun. Đây, quả lãnh tụ là quả cầu của đảng đây rồi. Ngày càng phiền phức, cứ tin tưởng vào Chúa. Nếu tiếp thuyết giáo thì... Ôi, chúng nó đi mất rồi, chúng nó đến đấy mất rồi. Jonah. Chúng nó đến mẹ chỗ ý rồi anh em ạ. Gì đây? Bách cứ vào khu nhà tù ạ, bách cả đáy ạ. Không, mình lại phải xuống rồi anh em ơi. Jump here. Trời, toàn băng các thứ thôi, ghê quá. Đây có thằng đang đứng im này. What was that? Này, điên sư nhà mày. Ông coi như ông không nhìn thấy gì là tôi giết ông thành công rồi. Ông lại what was that là tôi phải giết ông. Ủa vãi cứt. Mẹ nó.
Ủa cái gì đấy? Tao còn chưa định hình được. Ôi. Mày ơi, ủa tao còn chưa định hình được. Ui giời ơi. Tao chưa định hình được cái đéo gì nó xảy ra cơ. À, hình như game bắt thế nghe lại chứ đéo phải mình đâu. Ôi giời ơi, gãy. Ôi cô gái khỏe vãi đái. À thằng chó kia. Giết luôn. Ôi ngã mẹ bây giờ. Ôi mình vào thẳng trụ sở luôn là vãi đái. Siêu nhân đây. Cái gì đấy má. Ôi đằng sau kìa ba. Có người này. Kinh quá. Your loyalty. Đây. Thằng béo đây rồi. I admire you. Còn mình đã vào được khu này rồi. Để xem mình có giết được thằng lôn này không. But even my patience has limits. Cầm súng sọt cắn bắn chết ba mày đi. Bắn chết nó đi. Now. Ui kịch chống đạn ngu vãi cả lên. Ui cái đù mà đéo mở được. Ui kịch chống đạn anh em ạ. Please, please, no. Mày vừa dọa tao xong bây giờ mày bảo no á. Chôn á. What I believed was right. Thế là mày chết mẹ mày đi. Bắn nó. Chưa. Rồi. Kinh chống đạn anh em ạ. Sweep the cell blocks. Kill everyone. Ôi càng quét phòng giam chứ bỏ mẹ rồi. Ngu chưa. Ui sổi ôi. Ui sổi ôi. Ui rồi ôi. Đắp phải cho nó. Quấn cứu thương cho nó đi. Sorry. Tôi xin lỗi. Thế là tôi phải lấy mạng hắn. Mày ngu của mẹ. Thôi bỏ qua đi. Nhưng hắn không có vũ khí. Tôi không thể. Nó vừa dọa giết mày xong. Bây giờ mày cầm được súng. Giờ mày không giết con mẹ nó đi. Xong mày còn bảo nó không có vũ khí. Nên mày không thể bắn nó được. Đây có người vào kìa ba. Ờ ai đấy. Chúng đang đến. Chúng ta bị bao vây rồi. Lần này tôi sẽ giúp đỡ anh. He's dying. Anh ấy đang hấp hối. We don't have much time. Chúng ta không có thời gian. We don't have much time. Bar the door. Chặn cửa lại. Đấy đấy. Ơ con này đi móc à? Loại bỏ những binh lính bọn tam điểm. Ui. Ai cần lì. Thôi. Xem game. Và tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong clip liền sau để mình đi hội tiêu diệt hội tam điểm.